Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Ông Donald Trump xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho giải Nobel Hòa Bình. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien vào ngày 13 tháng 8, 2020 đã cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên được xem xét trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì vai trò của ông chủ Nhà Trắng trong tạo bước đột phá ngoại giao giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho rằng Tổng thống Donald Trump nên được trao tặng danh dự cao quý đó, điều mà bản thân ông Trump cũng từng tuyên bố mình xứng đáng được nhận. Ông Robert O'Brien cho biết: "Tôi nghĩ rằng điều đó thực sự đáng chú ý khi xem xét những gì mà Tổng thống Trump đã làm được trong hòa bình. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như cuối cùng Tổng thống sẽ được đề cử giải Nobel cho việc này. Thành quả hôm nay là một ví dụ cho thấy lý do tại sao mà ông ấy xứng đáng được xem xét và nên là người dẫn đầu cho giải Nobel Hòa Bình." Ông O'Brien ca ngợi vai trò trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian qua, vốn dĩ dẫn tới việc Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đồng ý bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tháng 9 2019, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng ông nghĩ mình sẽ nhận được một giải Nobel Hòa Bình vì rất nhiều điều, nếu như hội đồng trao thưởng làm việc một cách công bằng. Theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được cho là đã đề cử ông Donald Trump nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2018. PV theo VOV, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.